Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và mình là DTK TV đây. Và trong video của phần tiếp theo ngày hôm nay, mình sẽ mang đến các bạn cách để tạo ra một chiếc thang máy không giới hạn số tầng đi lên và đi xuống. Và độ rộng của chiếc thang máy phía bên trong đó chính là 6 block nha. Thay vì bình thường mình làm là chỉ rộng 4 block mà thôi đó. Thì bây giờ mình sẽ tạo một chiếc thang máy rộng 6 block và phù hợp với mọi phiên bản. Phù hợp với mọi phiên bản nha. Hiện tại mình đã test trên tất cả các phiên bản rồi thì nó hoàn toàn phù hợp với mọi phiên bản Minecraft trên cả máy tính lẫn cả điện thoại. Thì cái điểm mạnh của thang máy này đó chính là nó sẽ không phải sử dụng khối Holy Block, cho nên nó sẽ phù hợp 100% với các phiên bản mà không có khối Holy Block và các phiên bản mà nó cũ hơn một chút đi. Thì một cái điều nữa của cái thang máy này đó chính là nó rộng tận 6 block ạ. Nó rộng tận 6 block trên là nó cũng tạo một độ rộng riêng cho cái thang máy. Tuy là nó rộng 6 block nhưng có vẻ nhà nó cũng không đúng, nó cũng không đẹp bằng 4 block đâu. 4 block thì nó cũng nhìn nó cũng đẹp hơn các bạn ạ. Và nó đi lên đi xuống thì hoàn toàn vẫn như là bình thường mà thôi. Đó, nếu các bạn nào thích cái thang máy này thì hoàn toàn là phù hợp với mọi phiên bản mà thôi. Chứ nếu mà các bạn sử dụng phiên bản mới thì các bạn hãy sử dụng cái thang máy chỉ cần rộng 4 block kia là đủ thôi. Nhưng cái thang máy này có thể phù hợp với mọi phiên bản hơn. Đó, đi lên đi xuống rất là đẹp nha các bạn nha. Và làm cái thang máy này thì cũng cực kỳ đơn giản và vô cùng dễ. Đó, cứ đi lên đi xuống này thôi, vô cùng dễ nha. Và có cửa hẳn hoi, 100% là có cửa. Cửa chỉ để che cái phần bê tông hoạt động này cho nó đỡ xấu đi thôi. Chứ mục đích của cái cửa này mình chúng ta cũng không thể làm gì được quá nhiều đâu. Đó, vì vậy là sẽ tạo cho một độ đẹp nhất định cho cái thang máy khi mà chúng ta đã có cửa. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cần làm một cái hố nha. Và cái hố này có độ rộng nó chính là 8 block, 8 ô cho mình. Đó, 8 ô. Và chiều dài nó chính là 10 ô. Đó, chiều dài là 10 ô nha. Và độ sâu chính là 6 ô, tính cả cái mặt sàn trên cùng nữa. Đó, thì chúng ta sẽ đào một cái hố như vậy cho mình nha. Rồi, thì bây giờ là chúng ta sẽ tính đến cái phần lấy đồ dụng cụ ra bên này. Thì chắc chắn là phải cần slab block rồi, một cái khối theo dõi và một cái bê tông dính nữa. Và tất nhiên là phải cần hắc diện thạch rồi. Thì đây mình đã đánh dấu cái vị trí của hướng đi vào đây. Đây sẽ là cái hướng chúng ta đi vào cái thang máy nha. Thì cách 2 ô này thì chúng ta sẽ đặt đúng giữa cho mình. Đây là 6 khối obsidian nha, các bạn phải thay vào. Đó. Bên này là 4 này, bên này là 4 này. Nói chung là nó ở giữa các bạn nha. Đó, và hướng đi vào này, cách 2 ô cho mình nha. Đó. Đặt cho mình, nhớ là phải đặt cho mình 6 khối hắc diện thạch nha. Đó. Bởi vì đặt cái 6 cái khối này thì chúng ta đặt slab block lên trên nó mới không bị mắc và cũng không bị kẹt luôn. Đó. Rồi tiếp tục lại đặt cho mình một cái bê tông dính chỉ lên trên này. Đặt cho mình một khối slab này. Và lấy cho mình khối theo dõi, đặt cho nó chĩa vào bên trong này là được. Đó, vậy là xong. Tiếp tục đặt cho mình một khối slab đây nữa, lên cho mình và phá khối ở giữa đi. Rồi sau đó các bạn sang bên này cho mình này. Và lên cho mình này. Đó, lên tận 4 ô, phá cái ô ở dưới đi nha. Rồi tiếp tục sang cho mình 2 ô, đó. Nó sẽ tạo thành hình như thế này các bạn nha. Rồi thì bây giờ các bạn lấy cho mình cái khối theo dõi này. Lấy cho mình khối theo dõi, đặt vào và đặt ở đây. Tiếp một cái nữa nha. Đó, thì bây giờ các bạn mới tiếp tục là đặt cho mình cái bê tông dính chĩa xuống nha, chứ đừng đặt bê tông dính chĩa trước. Đó, đặt cho mình cái bê tông dính chĩa xuống. Rồi, thì bây giờ là đã hoàn thành cái phần bệ để đẩy lên rồi. Bây giờ chúng ta phải chặn nó lại nha. Đó, chúng ta dùng 3 cái khối hắc diện thạch chúng ta đặt ở dưới này. Đó, để tránh trường hợp nó bị vít vào nhau. Đó, phải đúng là 3 khối nha. Chồng bên chỗ này, đúng vị trí cho mình nha. Rồi, và tiếp tục bây giờ chúng ta đếm lên này, 1, 2 này. Các bạn phải căn đúng với mình nha, 1, 2, 3, 4 5, 6, đó đây là cái lúc của chỗ đó, chúng ta đi lên tầng 2 các bạn ạ. Đó, thì là 6 ô nha, chúng ta phá 5 ô ở dưới đi. 1 này, 2 này, 3, 4 và 5. Phá 5 ô ở dưới đi nha. Đó, thì cái ô trên cùng là cái ô để chúng ta ngăn cho nó không đi lên quá đấy các bạn ạ. Các bạn muốn cho nó cao bao nhiêu cũng được nha. Nhưng mình sẽ chỉ cao tổng khoảng là một tầng mình sẽ cho cao tổng khoảng là 4 đến 5 block thôi. Đó, cho mình không cho cao hơn. Rồi bây giờ cho nó đi lên này. Đó, vậy là nếu mà nó đi lên này, các bạn làm đến đoạn này rồi mà nó đi lên ấy thì là các bạn hoàn thành nha. Đó,
chỉ việc đặt một cái khối bất kỳ vào cái chỗ khối theo dõi này và nó sẽ đi xuống này. Đó, lên xuống nha. Đấy, như vậy là nó hoàn thành rồi đấy. Hoàn thành được một cái phần đó chính là cơ chế đẩy lên và đẩy xuống thôi. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái mặt sàn của cái block nào tùy các bạn nha. Cái mặt sàn của cái thang máy ạ. Thì mình dùng hai cái khối slab về cho mình đi. Đó, đặt ở đây này. Đấy, tiếp này. Thì chúng ta chưa đặt một cái khối mặt sàn vào đây vội nha. Chưa đặt vội nha. Bởi vì nếu đặt vào là nó sẽ bị kẹt đấy. Nó sẽ bị mắc vào đây này. Đó. Để khi nào hoàn thành rồi chúng ta mới đặt vào. Phải hoàn thành thì chúng ta mới đặt vào nha. Thì bây giờ là mình sẽ làm từ tầng 1 này. Cái bộ kích hoạt cho nó đi lên nha. Vì tầng 1 nó chỉ việc phải đi lên thôi. Thì bây giờ mình sẽ kích hoạt cho nó đi lên nha. Đó, tầng 1 nó chỉ việc đi lên thôi mà các bạn. Lên cho mình 4 ô này. 1 này. 2 3 4. Đặt 2 block này. 2 block. Thôi. Và tiếp tục bây giờ này, lấy cho mình cái bít tông thường nha. Phải là bít tông thường các bạn ạ. Đặt vào đây này. Tiếp tục bên này cũng là bít tông thường. Và đặt vào đây tiếp. Đó. Nó phải chĩa vào hướng bên này nha. Đó. Đặt vào đây này và đây. Ba cái khối này phải là hắc điện thạch nha. Đó, phải là hắc điện thạch đấy các bạn ạ. Sau đó là các bạn lên cho mình một khối bất kỳ. Đó. Lên cho mình này. Phá khối ở bên dưới đi. Mình phá khối nào là các bạn cũng phải phá theo nha. Rồi bây giờ mình lấy đất ton và đuốc rồi này. Đá đỏ này. Đó, và tiếp tục là tạm thời là những thứ này đi. Mình phải đất ton ở đây này. Rồi, lấy mình cái repeater nữa. Đặt ở đây. Và phải đất ton. Phải vào cả cái khối này luôn này. Đó. Phải vào cả cái bít tông nha. Thì bây giờ khi mà ấn nút là nó sẽ đi lên các bạn nha. Vậy là xong phần tầng 1. Tầng 1 chỉ việc kích cho nó đi lên thôi. Đó, chứ không cần phải là làm gì nhiều cả. Đó. Tầng 1 làm rất là đơn giản các bạn nha. Đó. Thì bây giờ từ tầng 2, 3, 4, 5, 6, 7 là các bạn sẽ làm tương tự nhau nha. Thì tầng 1 thì nó chỉ làm riêng, bởi vì nó chỉ việc đi lên thôi, nó không cần đi xuống. Đó, thì bây giờ tầng 2 này. Thì bây giờ mình sẽ tập tầng 2 nha. Thì đầu tiên mình sẽ lấy đất ton ra, mình sẽ lấy cái khối màu xanh đi. Tầng 2 là khối xanh là cây mà. Đó, mình sẽ vẩy hai bên này này. Đó, đặt lên cho mình nha. Mình sẽ tạo thành một cái cửa trước này. Đó, 2, 3 này và 4. 2, 3, 4. 4 ô nha. Đó, hai khối oxide điền nữa. Rồi, 4 ô. Đó, các bạn đặt đúng hệt như mình nha. Về đặt hai cái nút này, các bạn đừng ấn vội. Thì bây giờ đó, thì bây giờ các bạn nhìn vị trí nhá. Thì đứng ở hướng này các bạn sẽ thấy một cái bít tông chĩa xuống này. Thì các bạn đặt một cái khối oxide vào đây. Đó, tiếp tục bên này cũng vậy, một khối oxide vào cái bít tông chĩa lên này. Đó nha, hai cái bít tông này các bạn ạ. Rồi các bạn phá đi này, xuống cho mình một khối và thành hàng như này nhá. Đặt cái mình cái repeater chĩa vào và vẩy đeton vào bên trong. Rồi, tiếp đến bên này cũng vậy. Đặt cho mình một cái khối ở bên dưới. Rồi, và tiếp tục lại đặt repeater và vẩy đeton bên trên. Đó, cho làm sao cho nó chĩa vào cái khối oxide vào cái bê tông nha. Đó. Thì bây giờ các bạn sắp cho mình thành hình một thang nha. Đó, cho nó xuống hẳn bên này, một hình này. Và tiếp tục một ô nữa này. Ô thứ hai. Các bạn cắm cho mình cái đuốc ở đây này. Đó. Và để ý cho mình cắm mình cái đuốc ở đây nha. Tiếp tục này. 1, 2, 3, mới có 3 bậc. À đúng rồi, cái chỗ này phải là 4 ô nha. Các bạn phải vẫn phải xuống cho mình 1 ô nữa. Đó, 3 ô này. Và xuống cho mình 1 ô nữa này, và ô thứ 4. Đó, xuống cho mình 1 ô thứ 4 nha. Và các bạn sang cho mình 1 ô. Thì trước tiên các bạn cứ vẩy đất ton thì các bạn vẩy hai cái cục đấy thôi và đừng có vẩy đất ton vào đây nha. Đó, chỗ này là không được vẩy đất ton vào nha. Vẩy vào là nó sẽ bị lỗi ngay. Và sang cho mình 1 ô này. Vẩy đất ton vào tiếp. Với vị trí này nha. Đặt cho mình 1 này, 2 này, 3 này, 4 này và 5. Đúng 5 ô nha. Đó, đúng 5 ô các bạn nha. Phá cho mình 4 ô ở dưới đi. Đó, mình chỉ để lấy cái điểm tựa thôi các bạn ạ. Đó, điểm tựa mình đặt cái bít tông ở 1 này, 2 này. Đó, đặt cái bít tông và đá đỏ xuống. Phá ô bên trên đi. Và tiếp tục lấy cho mình một cái khối bất kỳ. Đó, mình đặt vào cái phần đá đỏ này các bạn nha. Đó, đặt vào phần đá đỏ này này. Sau đó các bạn chéo lên cho mình. Này, xếp thành hình bậc thang lên trên cho mình nha. 1 này, 2 này và 3. Đó, cái bậc thứ 3 các bạn lối vào cái cửa này. Sau đó vẩy đất ton vào. Vẩy hẳn vào nha. Đó, vẩy lối thẳng một đường xuống cái bít tông các bạn ạ. Đó. Rồi tiếp tục này, bên này lại lên cho mình một ô này. Tiếp tục lại chéo lên cho mình một ô tiếp.
Đó, sau 3 lần vẫy Dalton vào nha. Vào này, vẫy vào này, rồi. Đặt cho mình 1, 2 này. Bây giờ các bạn đặt cho mình mức hai cái Jupiter nha. Một cái này gõ mắc cho mình, một cái gõ một lần thôi nha. Đó, một cái mắc và một cái gõ một lần thứ nhất. Rồi, một cái vẫy Dalton này. Đó, thì bên này các bạn, cái cửa bên này nha. Các bạn hãy đặt cho mình một cái ổ khôi ở từ giữa các bạn nha. Đúng là giữa, xong rồi các bạn xuống cho mình. Đó, các bạn chéo xuống cho mình này. Đó, chéo thành 3 bậc nha. Vẫy Dalton vào. Rồi 1, 2 này, 3. Đó, sau đó các bạn phải Dalton y hệt mình nha. Thì đừng quên chỗ này các bạn phải cắm một cái đuốc vào. Bắt buộc phải cắm một cái đuốc ở đây. Đó, các bạn đừng quên cái việc là cắm một cái đuốc ở đây nha. Thì làm sao các bạn kiểm tra cho hai cái piston nó đẩy lên đẩy xuống là được. Đó, nó đều nhô lên nhô xuống là được nha. Rồi thì tiếp tục này. Vẫn là cái chỗ đá đỏ này, các bạn đặt vào cho mình cái piston này về cái đá đỏ này nha, hai khối. Đó. Sau các bạn sang cho mình này, bạn phá khối chỗ đá đỏ đi, sang cho mình 3 ô này. Đó, tạo thành hình vòng ô vuông như này các bạn nha. Rồi các bạn đặt cho mình cái repeater này, gõ mắc cho mình. Vậy đẹp to và đặt mình cái repeater. Đó. Vậy là xong. Rồi bây giờ các bạn sẽ test thử nha. Test thử xem nó đi xuống đi lên không nha. Thì bên trái đã đi xuống và bên phải đã đi lên. Đó, bên trái đi xuống này và nó đã đi xuống rồi. Thì bây giờ các bạn xuống tầng 1 ấn xem nó đi lên không nha. Vậy là nó lại đi lên hoàn toàn bình thường nha. Thì bây giờ muốn cho nó đi lên nữa thì các bạn phải phá cái khối chặn này đi nha. Đó, thì các bạn tiếp tục lên cho mình này. 1, 2 này, và 3 này, 4, và 5, và 6. Đó, phá cho mình 5 cái khối bên dưới đi. 1, 2, 3, 4, 5. Đó, 5 cái khối bên dưới đi nha. Thì bây giờ các bạn ấn lên này. Đó, đây là cái khối để chặn nha. Thì đó, khi nó đi lên đúng tầng thứ 3 thì nó sẽ dừng lại cho mình. Rồi thì bây giờ các bạn tiếp tục này. Để làm tương tự như tầng thứ 2 nha. Làm tương tự như tầng thứ 2 cho mình. Vậy hai cái Dalton ở đây. Rồi, tiếp tục với hai Dalton và đặt cho mình thành một cái khung cửa nha. 2, 3 này, 4. Đó, tiếp tục lên 4 cho mình. Thì làm tương tự hệt tầng 2 thôi, không khác cái gì nha. Đó, thì mình cũng chỉ việc làm tương tự như tầng bên dưới thôi. Rồi, vẫn là hai cái vị trí của hai cái piston, đặt hai cái khối hắc điện thạch vào nha. Phải sử dụng hắc điện thạch đấy nhá. Nếu bạn sử dụng khối khác là nó sẽ bị lỗi ngay lập tức. Những cái chỗ nào mình dùng một cái khối mà có màu mè này thì các bạn dùng khối khác được, nhưng mà những cái chỗ nào mà mình dùng hắc điện thạch ấy thì các bạn phải sử dụng hắc điện thạch vào đúng như cho mình là được. Đó, là bạn thích làm thang máy màu gì cũng được nha, nhưng phải có hắc điện thạch. Mà làm thang máy thì chắc bắt buộc là phải có slam rồi. Đó, các bạn hãy xuống cho mình này, 1, 2, 3. Đó. Và 4 ô nha. Đó, lại treo xuống cho mình 4 ô tiếp. Và cho mình, đó, và đặt cái đuốc đá đỏ ở đây này. Thì lại như bên dưới thôi, các bạn vẩy đất toan vào. Nhưng mà bỏ cái ô này ra nha, các bạn không được vẩy vào cái ô này đâu. Đó. Nếu mà các bạn vẩy vào cái ô này này thì lập tức nó sẽ bị lỗi nháy liên tục các bạn nha. Các bạn không được vẩy vào. Đó. Rồi thì bây giờ các bạn lại chéo xuống cho mình và tiếp tục lại sang cho mình này. Vẩy Dalton vào. Và cho bạn lên cho mình 5 khối. 1, 2 này, 3, 4 và 5 nha. Phá 4 khối bên dưới đi. Mình lên 5 khối thì mình lấy cái chỗ mà đứng để mình tựa cái chỗ mình đặt cái bít tông vào nha. Đó, 1 này, 2 này, đó. Và phá khối bên trên bê tông đi là được. Rồi, một khối này các bạn lại treo lên cho mình thôi. Hai khối, ba khối và bốn khối. Treo cho mình bốn khối nha. Vậy nó toàn vào. Đó, nó sẽ lối vào cái bê tông này. Rồi, và tiếp tục này. Một khối ở đây này. Mặt lên nha. Lên cho mình một khối nữa. Rồi, vậy nó toàn vào. Tiếp tục lên cho mình khối nữa này. Và vậy Dalton vào hỏi mình 3 lớp nha. Và 1 lớp. Đó, vẫn là như bên dưới thôi, 3 lớp và 1 lớp. Bên này lại cũng nối như bên kia tiếp. Lại vẫn cái vị trí này các bạn lại chéo xuống cho mình thôi. Đó, chéo xuống cho mình 3 khối. Đó, xong lại sang ngang. Đến đây lên cho mình một khối này. Và vậy Dalton vào tiếp. Đó, tương tự. Và các bạn nhớ là đừng quên là phải đặt một cái đuốc vào đây nha. Đó, đừng quên là cái đuốc ở đấy, không nó sẽ nhầm ngay. Rồi, vậy là xong. Bây giờ là tiếp tục vẫn cái vị trí piston đấy. Đặt xuống này và sang này. Phá đi. Phá đi. Và đặt cho mình cái repeater gõ 3 lớp tiếp. Vậy Dalton vào.
và gọi là thì mình repeater có một lớp. Thật ra cái này các bạn có một lớp cũng được nha, hoặc bạn không có, cái này không có bạn nha. Đó rồi là xong. Vậy là xong tầng thứ 3. Đó bây giờ các bạn test thử cái này. Đó, các bạn test thử cho nó đi xuống nha. Đó. Thì bây giờ các bạn lấy cho mình cái nút này đặt vào. Đó, bây giờ các bạn ấn xuống nha. Thì cái tầng này là mình làm 3 tầng thôi. Nếu mình làm 4 tầng thì mình đặt cái nút bên cạnh và mình ấn là nó sẽ đi lên. Đó. Xuống tiếp tầng 1 này. Đó, mình chỉ việc làm 3 tầng thôi nha. Thì các bạn muốn làm bao nhiêu tầng cũng thế, tầng 4 này hay tầng 5, tầng 6, tầng 7, tầng 8. Nó cũng sẽ tương tự y hệt các tầng 2 với tầng 3 thôi. Đó. Nếu mà các bạn muốn cho lên nữa thì các bạn đặt một cái nút ở đây, nhưng mình sẽ không cho nó lên nữa nha. Đó. Mà lên nữa là các bạn phải phá cái khối hắc điện thạch đi nha. Bây giờ là đến cái phần mà cái cửa này các bạn nha. Rồi, đến đây là các bạn xong rồi, các bạn chỉ việc vậy thôi. Nếu mà các bạn muốn làm thêm cái cửa thì các bạn sẽ làm tiếp. Còn nếu mà các bạn không muốn làm thêm cái cửa thì các bạn có thể bỏ qua. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục phá 5 khối đi này. Đó, mình sẽ làm chứng cho các bạn nha. Thì nó vẫn lên như bình thường thôi. Các bạn muốn làm bao nhiêu tầng cũng được nha. Hay là một tầng các bạn muốn làm cao bao nhiêu cũng được nha. Nhưng mình chỉ làm cao tầm khoảng 4 đến 5 ô thôi. Vẫn là cái thang máy này không giới hạn số tầng nha. Và cũng không giới hạn độ cao của từng tầng nữa các bạn nha. Đó là cái điểm hay của cái thang máy này. Và nó phù hợp với mọi phiên bản. Nó chỉ sử dụng đúng slam và lock thôi. Rồi thì bây giờ các bạn sẽ làm cái cửa nha. Và đến phần làm cái cửa. Thì bây giờ cái mặt sàn các bạn phá đi rồi thì bây giờ các bạn có thể đặt vào cũng được này. Đó. Thì bây giờ là lúc các bạn phá cái hắc điện thạch khối chặn đi nha. Cái khối mà mình để chặn cái này không nên cao quá. Đó, bây giờ nó đi xuống này. Để làm cái mặt sàn, làm cái cửa thì các bạn phải cho cái thang máy xuống thẳng tầng 1 nha. Phải cho nó xuống hẳn tầng 1 các bạn nha. Để ý kỹ cho mình. Rồi. Thì bây giờ là làm trước cho mình cái cửa nha. Đó, chĩa vào bên trong này. Rồi tiếp tục vẫn là cái cửa tiếp này. Lại chia bên trong này tiếp. Đó, chia bên trong này. Phá bên dưới đi, chia vào bên trong. Rồi, lấy cho mình cái khối tùy các bạn thôi. Các bạn muốn làm cửa màu gì làm. Mình làm đúng màu cho nó chuẩn tầng các bạn nha. Đó, tầng này màu xanh thì lại dùng màu xanh thôi. Rồi, bên này cũng vậy. Mình sẽ làm cái cửa. Thì các bạn, nếu các bạn thích muốn làm cửa để che phần cái bít tông hoạt động ấy, cái phần mà cái redstone nó đẩy lên đẩy xuống ấy, để cho nó đẹp đi, thì các bạn cho để làm. Còn không thì các bạn đến đây các bạn hoàn như hoàn thành rồi, các bạn chỉ việc vây và lấp lại thôi. Đó, nhưng mà nếu mà các bạn muốn làm thêm thì chắc chắn là phải tốn nhiều redstone hơn rồi. Đó. Thì cái cửa này nhìn thì nó khá là lòng vòng, nhưng thực chất nó rất là ít redstone các bạn nha. Rất là ít thôi. Nó không hề tốn nhiều redstone như cái cửa lần trước đâu. Mình đã kiểm tra kỹ rồi, nó ít redstone hơn cái cửa lần trước rất là nhiều. Chẳng qua là nó còn sử dụng cái khối đá đỏ thôi. Và nó cũng sử dụng rất ít khối theo dõi nha. Đó, thì bây giờ mình đã làm xong mấy phần cánh cửa rồi. Thì bây giờ chỉ việc đựng redstone thôi nha. Thì bây giờ các bạn phải lấy cho mình một cái lò. Một cái thôi nha. Không cần phải hai cái đâu. Và một cái comparator nữa nha. Đó. Rồi này, thì bây giờ thang máy các bạn phải xác định nó là tầng 1 rồi nha. Các bạn phải cho cái thang máy nó xuống hẳn tầng 1 các bạn nha. Đó, xuống hẳn tầng 1 cho mình này. Thì cái cửa này các bạn phải làm giống hệt mình nha. Theo từng tầng 1 nha. Đó, thì đầu tiên là tầng đầu tiên các bạn đặt cho mình cái lò lung ở cái vị trí cái khối slab này này. Các bạn phải để ý cho mình là cái thang máy phải xuống tầng 1 rồi nha. Và thả cho mình bất kỳ một cái đồ gì vào nha. Đó, thả mình cái gì vào cũng được này. Rồi, đặt cho mình một cái khối block bất kỳ đây. Đó, thì bình thường là sẽ đặt khối obsidian nha, để tránh nó bị kẹt. Rồi, một cái comparator, cái repeater tiếp này. Rồi, lại tiếp tục, bây giờ mình sẽ đặt làm cửa thì mình sẽ dùng khối block màu trắng nha, để cho các bạn dễ phân biệt. Đó, sang cho mình 3 ô. Đâu mình phá 2 ô đi cho mình nha. Thì bây giờ mình phải đặt toàn vào đây chứ này. Đó, sau đó là đặt mình một ô ở đây. Piston dính đẩy lên. Và một cái đá đỏ, vậy là xong. Các bạn, chéo lên chỗ cánh cửa được. Rồi, các bạn chéo lên cho mình nha. Đó. Đó, tạo hình như này các bạn nha. Rồi các bạn lại sang cho mình này. Và đây đi. Rồi các bạn cứ chéo lên cánh cửa được nha. Rồi đến cái chỗ cánh cửa này đặt lên mình ô rồi này. Chéo lên này. Rồi, đuốc đá đỏ vào đây. Tiếp tục đuốc đá đỏ vào đây này này.
là vẩy đây toàn đây, bắt buộc phải vẩy ở đây nha. Nhiều lúc các bạn quên không vẩy ở đây là cửa nó sẽ không đi lên được đâu. Tôi vẩy tiếp này và cắm cho mình cái đuốc ở đây. Lộn, không phải ở đây nha, mà cắm ở đây này của mình này. Đó, cắm ở đây và vẩy đây toàn ở đây. Vậy là xong, cái đuốc nó sẽ tắt đi. Đó, vậy là xong một phần cánh cửa một bên rồi nhá. Bây giờ các bạn chỉ việc lối thêm đất to sang bên kia thôi. Thì các bạn rất là đơn giản thôi, các bạn vẫn cái chỗ vị trí đó đó các bạn lối sang bên này được. Thôi thì mình lên này. Thôi mình cứ lên cho mình nha. Các bạn lên cho sao cho chạm phần mặt sàn là được nhá. Lên cho mình 4 ô sao ấy. Treo 4 ô nha. 1, 2 này, 3 và 4. Nó lên cho mình đúng 4 ô nha. Nó 4 hình bậc thang 1, 2, 3, 4 này các bạn nha. Và các bạn cứ sang thôi. Đó, thì đến đây các bạn phải để ý kỹ cho mình này. Nó rất dễ bị lối ra toàn trùng với nhau nha. Bởi vì xung quanh nó đều là rất toàn cả. Nếu bạn cứ vậy không thôi nó sẽ bị dính vào nhau mới. Đó, cái cửa này và cái đuốc này. Tiếp tục, chỗ này cũng thế này. Treo xuống cho mình nha. Rồi sang, 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 sang. Rồi. Thì bây giờ là phần lối ra toàn này các bạn hãy để ý nha. Các bạn phải lối, không được lối từ chỗ đá đỏ đi trở đi đâu. Mà các bạn phải lối từ vị trí của cái cửa này. Các bạn lối nuôi lại nha. Đó. Và các bạn không được vẩy redstone đây nha. Chỗ này các bạn bắt buộc phải đặt repeater, nếu không sẽ bị dính vào cái đuốc. Đó, repeater này, redstone này. Chỗ này cũng vậy, repeater nha. Đó, nếu các bạn vẩy vào nó sẽ bị mắc. Nó sẽ bị lối vào đây nha. Và tiếp tục là redstone này. Chỗ này vẫn là redstone được. Bởi vì chỗ này các bạn phải vẩy redstone vào đây. Đó, các bạn lên cho mình một khối này. Không phải vẩy redstone vào là được nha. Đó, nhưng chỗ này thì nó lại bị mắc vào đây. Các bạn dùng một khối bất kỳ các bạn chặn vào cho mình. Đó. Dùng khối bất kỳ chặn vào nha. Rồi vẩy xuống. Vậy xuống này, vậy là xong. Nó bạn để ý kỹ cho mình. Rồi bây giờ cho nó lên tầng 2 này. Cái cửa sẽ đóng lại. Rồi, lên tầng 2 rồi. Vẫn là vị trí của cái lò lung. Đặt cho mình cái khối obsidian vào. Đó. Tiếp tục lại lên cho mình. Vẫn từ cái tầng 1 thôi nha. Vẫn như bên dưới, giống hệt bên dưới nha. Mình sẽ làm nhanh nè. Đó. Giống hệt như bên dưới cho mình nha. Rồi, vẩy redstone vào. Cho mình hai khối chéo nhau cái này nha. Đó, vẩy redstone, vẩy redstone vào. Và lên cho mình một khối. Lên cho mình một khối này. Đó, lên cho mình một khối nha. Nhớ phải lên một khối đấy. Sau đó mình các bạn mới đặt cho mình cái bít tông dính. Rồi đặt cho mình đá đỏ. Tiếp tục. Lên, lên cho mình. Đó. Sang và lên tiếp cho mình này. Và lại lên tiếp cho mình nha. Rồi, đặt cho mình cái đuốc ở đây. Vẩy redstone vào cái đuốc và lại redstone ở đây nha. Đó, cũng làm tương tự như bên dưới thôi các bạn nha. Đó, xong cái cửa này cũng làm tương tự như bên dưới thôi. Đặt một cái đuốc ở đây. Rồi đặt một cái khối block bên trên này và bắt buộc phải vẩy redstone vào bên trên này, chỉ cần một phát thôi nha. Đó, giống hệt như bên dưới các bạn nha. Ở đây lại tiếp tục là một khối này và các bạn lên cho mình một khối nữa, hai khối, ba khối này và bốn khối. Đó, bốn cái khối các bạn nhìn nha. Đó, bốn cái khối chéo xuống như mình như này. Các bạn cứ sang cho mình thôi. Cứ sang hẳn. Đó, sang lối vòng hẳn bên này cho mình nha. Đó, sang hẳn bên này cho mình. Chỗ này các bạn lên cho mình một khối để cho nó bị tránh dính rất to vào nhau. Đó, vậy rất to này, đuốc. Vậy rất to và đuốc này. Đó, giống hệt như bên dưới nha. Không khác cái gì cả, giống hệt như bên dưới thôi. Rồi, tiếp tục lại vậy rất to vào đây. Đó, nhớ các bạn phải vẩy từ hướng này trở đi nha, đừng có vẩy từ chỗ đá đỏ. Và chỗ này các bạn phải đặt cho mình một khối block ở đây nữa. Và vẩy xuống cho mình. Đó, lối vào xong. Vậy là xong nha. Cho nó đi lên này. Rồi, nó đi lên tầng thứ 3 và tầng thứ 3 cũng làm tương tự thôi. Đó, làm hệt tương tự thôi, lại vẫn là cái vị trí của cái khối lò lung này. Các bạn nhớ phải đè lút ngồi xuống nha. Đè lút ngồi xuống để đặt vào cho nó dễ. Nếu không sẽ khá là khó đặt các bạn nha. Rồi, xuống cho mình này. Và sang lại giống như tầng bên dưới thôi. Còn barometer, repeater, hai block. Đó, ba block lên block, phải đất ton. Và đặt cho mình cái đó bê tông và đá đỏ. Sang cho mình 1 2 lên cho mình pháo ở giữa. Sang cho mình 2 lên cho mình tiếp. Pháo dưới và lên cho mình tiếp. 1 cái đuốc này, vẩy redstone và cái đuốc thứ hai. Đó, vẩy redstone tiếp ở đây. Bên này lại vòng như tiếp tục như bên kia thôi các bạn nha. Đó, nói chung là làm giống hệt tầng 1 và tầng 2 nha.
Thì làm cái cửa này cũng giống hết các tầng luôn, tầng nào cũng giống nhau các bạn nha. Thì chỉ cần các bạn làm tầng 3 này, tầng 4, tầng 5, tầng 6, tầng 7 đều giống tầng 2 hết bạn nha. Các tầng khác đều giống hết nhau các bạn nha, chỉ việc lên xuống thôi. Đó, như vậy là giống hết một cái thang máy bên ngoài là thật rồi. Đó, rồi tiếp tục lên này, phá đi, vẩy đất ton vào và đặt đuốc này. Đó, vẫn vẩy đất ton và đuốc thôi, và tiếp tục lại vẩy đất ton vào đây. Thì cái tầng này là do mình không làm nữa nên các bạn có thể vẩy thui cũng được, nhưng mà mình cứ làm giống như hệt tầng 1, tầng 2 thôi nha. Đó, mình sẽ làm giống hệt như tầng 1, tầng 2. Thì tầng 2 là đoạn này nó sẽ bị dính đất ton này, nhưng mà mình không làm tiếp nên nó sẽ không có. Đó, thì bình thường nó sẽ mắc một khối ở đây, nhưng mình sẽ đặt cho đây cho đẹp thôi. Đó, vậy là xong. Vậy là xong nha. Bây giờ mình sẽ đi xuống thử nha. Đó, đi xuống xem có đóng cửa không nha. Hình như là chỉ đóng một cánh ấy bạn ạ. À, chỗ này mình vẫn chưa đặt cái ton ở đây nha, vẫn chưa để đuốc ở đây. Rồi, bây giờ mình sẽ đặt một cái đuốc ở đây này. Đó, vậy là ton, vậy là xong. Rồi nha, lên này và nó sẽ mở cửa. Đó, và đi xuống nó sẽ đóng này. Đó, nó sẽ đóng rồi nha, và mở cửa. Đó, đi xuống này, đóng, vậy bên dưới lại mở. Đó, vậy là xong nha. Bây giờ các bạn chỉ việc trang trí thôi. Đó, bây giờ chuồng này là trang trí thôi nha. Đó, trang trí các bạn cũng cẩn thận nha. Thì mình dùng khối block nhiều màu này cho trang trí cho nó đúng với từng màu của cái thang máy thôi nha. Điểm mạnh của cái thang máy này thì là chỉ có việc nó rộng hơn các thang máy khác thôi nha. Nó rộng hơn các cái thang máy khác này. Nó rộng tận 6 block và nó không giới hạn số tầng, và nó phù hợp với mọi phiên bản các bạn nha. Và nó cũng rất là nhỏ gọn luôn, nó cực kỳ nhỏ gọn nha. Đó, và nó vẫn đầy đủ những cái tiện ích như là có cửa để bịt phần bê tông siêu xấu vào. Thì bây giờ phần trang trí bên trong này các bạn để ý kỹ cho mình nha. Thì bên trong này các bạn đặt cho mình cái khối Obsidian, các bạn tổng hẳn lên ấy, thì các bạn để ý kỹ cho mình nha. Các bạn đừng có ấn nhầm vào bất kỳ cái gì, không nó sẽ bị lỗi. Đó, mình sẽ vây xung quanh này các bạn nha. Thì các bạn vẫn bịt bình thường thôi các bạn nha, bịt kín hơn bình thường luôn, cực kỳ kín. Và các bạn phải dùng cái khối hắc kiện thạch nha. Thì các bạn không được đặt ở đây đâu nha, đặt ở đây là cái bê tông nó không đẩy xuống nữa. Đó, các bạn phải lé cái ô ấy ra. Đó, và các bạn phải dùng khối hắc diện thạch nha, không được dùng bất kỳ một cái khối gì. Đó, bắt buộc phải dùng hắc diện thạch các bạn nha. Các bạn chú ý kỹ cho mình khỏi cái việc dùng hắc diện thạch thì nó sẽ không bị kẹt bởi xà lam hay là khối holy block. Đó, thì bây giờ các bạn cứ lối hẳn lên trên này thôi. Trên này mình phá đi này, mình đặt cái đèn vào cho đẹp nhá. Thôi, thì bây giờ là các bạn thích thì các bạn lấp lên thôi nha. Lấp lên như mình. Đó, vậy là mình đã bịt kín rồi nha. Các bạn chú ý cho mình là phải dùng cái khối hắc diện thạch. Cái khối này có thể lấy được từ crit dung nham với cả nước, hoặc là các bạn có thể đào được. Thì cũng rất là đơn giản thôi. Bây giờ mình sẽ dùng cái giá, cái khung vật phẩm các bạn ạ. Và các bạn dùng mũi tên để làm mũi tên chỉ xuyên chỉ xuống chẳng hạn đi. Mình dùng cái khung vật khẩm và cái cúp đi. Đó, đặt ở đây, tạo thành cái mũi tên chỉ xuống này. Rồi đây, chỉ để trang trí thôi các bạn nha. Ở đâu, đang nghe mũi tên chỉ lên nhỉ? Thôi thì để mình chỉnh sửa sau, quên mất. Bên này là lên nha, bên này là lên các bạn ạ. Mình nhầm, bên này là lên nha. Bên này là xuống này. Đó, bên này là xuống. Lên tiếp. Rồi, mình đặt đèn để nó sáng các bạn ạ. Đó, bên này là xuống này các bạn nha. Đó, bên trái xuống, bên phải lên. Xuống này. Đó,
thì cái thang máy này nó vẫn rất là rộng các bạn nhé. Đó, mình sẽ xuống bên dưới này. Nếu bạn đứng ở bên xà lan nó sẽ lẩy lẩy các bạn ạ. Nó cảm giác như là nó bật bật bên các bạn nha. Nếu bạn không muốn nó bật bật thế các bạn đứng đi nghiêng sang bên trái một chút là được. Đó, bên này lên trên này. Đó, rất là ok.